Chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất, đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Vậy là ngày hôm qua thì Poco đã chính thức ra mắt thêm một chiếc smartphone nằm trong khúc giá rẻ nữa, đó chính là chiếc Poco M2. Và chiếc smartphone này thì được ra mắt tại Ấn Độ và với mức giá khởi điểm khá là hấp dẫn, chỉ khoảng 3,5 triệu đồng. Sau đây thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi tổng hợp nhanh thông tin chính thức về chiếc Poco M2 này nhé, xem nó có gì đặc biệt. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về phần thiết kế của chiếc Poco M2. Thì về cơ bản, đây được coi như là phiên bản đổi tên của chiếc Redmi 9 Prime mà Xiaomi đã từng giới thiệu vào tháng trước. Poco M2 thì nó sẽ có phần thiết kế được làm hoàn toàn từ nhựa polycarbonate. Về ở phía mặt trước thì nó sẽ có một cái màn hình được trang bị, đó chính là IPS LCD với kích thước là 6,5 inch, hỗ trợ độ phân giải đó chính là Full HD cộng và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass 3. Máy sẽ có một cái thiết kế màn hình dạng giọt nước thay vì sử dụng màn hình đục lỗ như ở trên chiếc M2 Pro. Và cái cụm camera selfie ở phần giọt nước này thì sẽ có độ phân giải là 8 megapixel. Chuyển sang phía mặt lưng sau ấy thì nó sẽ mang trên mình hệ thống 3 camera được xếp theo chiều dọc, với cụm camera sau bao gồm cảm biến chính có độ phân giải là 13 megapixel, khẩu độ là f/2.2. Camera góc siêu rộng thì sẽ có độ phân giải là 8 megapixel, với góc nhìn là 118 độ. Camera thứ ba là ống kính chụp ảnh macro thì sẽ có độ phân giải là 5 megapixel, và cảm biến cuối cùng là cảm biến đo chiều sâu để chụp ảnh trên smartphone thì sẽ có độ phân giải là 2 megapixel. Tiếp theo là về phần cấu hình của chiếc Poco M2 thì nó sẽ được cung cấp sức mạnh đến từ bộ vi xử lý, đó chính là Helio G80 chuyên chơi game của MediaTek, đi kèm với dung RAM là 6GB với chuẩn là LPDDR4X và bộ nhớ trong là 64 hoặc là 128GB. Chiếc máy này thì sẽ hỗ trợ chúng ta 2 SIM và có thể mở rộng dung lượng lưu trữ thông qua thẻ nhớ microSD. Về pin thì chiếc máy này nó sẽ được cung cấp sức mạnh bởi viên pin có dung lượng là 5000mAh, hỗ trợ sạc nhanh là 18W thông qua cổng sạc là USB Type-C. Về khả năng bảo mật thì nó sẽ được tích hợp một cụm cảm biến vân tay ở phía mặt lưng, có lớp phủ PHI kháng nước nhẹ, hỗ trợ công nghệ 4G LTE, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.0 và có jack cắm tai nghe 3,5mm. Cuối cùng là giá bán và thời điểm lên kệ của chiếc Poco M2 thì nó sẽ được bắt đầu bán ra tại Ấn Độ từ ngày 15 tháng 9 tới đây, với mức giá khởi điểm sẽ là 10.999 rup, tương đương khoảng 3,5 triệu đồng cho phiên bản RAM 6GB, ROM 64GB. Trong khi đó thì phiên bản cao cấp hơn RAM 6GB, ROM 128GB thì sẽ có mức giá là 12.499 rup, tương đương khoảng 4 triệu đồng. Và chiếc máy này thì sẽ đi kèm với 3 tùy chọn màu sắc bao gồm đỏ, đen và xanh. Ok, vừa rồi thì mình và các bạn đã cùng nhau đi tổng hợp nhanh thông tin chính thức về chiếc Poco M2, một chiếc smartphone nằm trong khúc giá khoảng hơn 3 triệu đồng đến từ Poco, thương hiệu con của Xiaomi. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc smartphone này? Xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.